Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mọi người liên hệ mua hàng trên các thông tin trên màn hình ha. Số điện thoại nè 0348304 ha. Mọi người gọi điện ha. Gọi điện có lúc em không có nghe máy được á, em đi ngoài đường hơi bận á, thì mọi người để lại cái tin nhắn ha. Rồi em sẽ trả lời. Rồi, mua hàng chốt hàng thì ưu tiên nhắn tin để cho nó dễ kiểm soát mấy cái mặt hàng đó mọi người. Kiểm tra mặt hàng báo thì nó nhanh hơn. Rồi, khách hàng mua hàng lần đầu bên em thì vui lòng chuyển khoản ha. Rồi em sẽ gửi hàng. Khách mua quen rồi thì em gửi COD luôn, gửi trong ngày hoặc chậm nhất là qua ngày sau. Gửi bên Viettel ha, gửi chuyển phát thường thì nó rất là rẻ tiền, phí nó không có cao. Giá trên là em chưa có bao gồm phí ship nha mọi người, không có bao ship. Rồi mọi người theo dõi kênh thì bấm vô đăng ký để nhận mấy cái video mới. Mình bấm đăng ký thì mình mới được thông báo về cái điện thoại mình mấy cái video mới ha, nếu mà xài trên điện thoại. Rồi, cái video hôm nay em giới thiệu là mã 254 ha. Rồi, đầu tiên nè, về cái dây dây leo chèo an toàn nè mọi người. Dây này cho mấy bác ở vùng quê thường leo cây ha, cắt tỉa cành cây hay là chèo hái trái cây, leo dừa, leo trụ điện. Đây, nó thương hiệu là Fuji Denko ha, của Japan, Nhật sản xuất ha. Con này với thường về nó nhiều màu, cái màu nó không quan trọng mọi người, chất lượng nó như nhau, chỉ nó khác cái màu xíu ha. Cái này màu nó nổi nè, thường mấy cái đồ an toàn rồi họ sản xuất cái màu nó nổi ha, thì nó tốt hơn hơn là có màu chìm. Màu chìm thì nhìn nó đẹp thiệt đó, nhưng mà nó khó thấy ha, để mà chú ý. Rồi, cái móc khóa này là móc khóa an toàn hai nấc ha, mình bấm nó không có bung ra được, phải nhấn dưới đây là mới mở được ha, nó sẽ móc vô như vậy ha. Đó, mình leo lên cây mình vòng cái dây này qua rồi hắt trở lại ha, hắt trở lại thì nó sẽ thành cái vòng chó nè, vòng chó rút nè. Hoặc là mình móc thì móc vô đây luôn ha. Đó, leo tới đâu mình chỉnh lên tới đó, nó như vậy ha. Cái này đeo vô thắt lưng. Đây, cái dây này mình sử dụng vậy ha, đầu tiên mình luồn qua thắt lưng mình rồi mình kéo cái này xuống, mình về lên ha, rồi gắn vô là nó cứng, tự động nó siết lại. Rồi cái dây hừng, cái dây luộc này là nó dài 1,5 m luôn nha mọi người. Nó dài gần tới đầu luôn, là 1,5 m ha. Đó, khá là dài luôn. Rồi cái bộ này có mã số 1 nha mọi người, 400.000. Bộ này rồi, tiếp theo là cái này nè, cái chuông của Nhật, cái chuông bằng đồng nha, âm thanh nó phải nói là rất là vang. Đây, chuông Nhật nha. Mọi người thấy cái mọc này quả chuông. Cái này cái chữ bằng bút lông nha mọi người, và nó dễ viết chữ gì không biết nữa. Bôi ra rồi để vậy á, không bôi. Cái này cán gỗ nè, khá là dày đúc. Năm ly tư ha, 5 ly, chính xác là 5 ml ha. Đây 5 ly nha mọi người, nó đúc dày 5 ly rất là đều.
đẹp, đồng đồng nó đẹp quá. Mili. Đây đường kính cái chuông này là 11.5 cm nha. Chiều cao toàn bộ cái chuông là 20, đúng 20 nè. Đây mọi người nghe lại cái âm thanh đó hả? Rất là vang. Rồi cái chuông này mã số 2 ha, 650 nè. À, về được cái cục sạc dự phòng nha. Cục sạc dự phòng ha, hàng của thị trường Nhật. Đây, cái này mọi người nhấn vô giữ nó một lát nó sẽ lên đèn ha. Nó báo là cái lượng pin nè. Lượng pin còn nè, trời đang sạc đầy nè. Cái này nè, sạc vô đầy rồi. Test thử rồi. Nó cầm cũng ok. Đây em cắm vô cái điện thoại thử nè. À, đây nghe thấy nó đang sạc nữa ha, cắm vô nó sẽ báo là đang sạc, và nó đang sạc là cái đèn bên nào sạc là cái đèn bên đó nó sẽ chớp ha. Nè, nên nó báo đang có cái cọng dây bên đây sạc ha. Cục sạc này nó là nó vỏ nó bằng nhôm mọi người, à, vỏ nó ốp bằng nhôm hả, nguyên zin. Sạc này pin như pin lithium á, tại vì cái độ mỏng này nè nó không có vừa cái cell pin xưa đâu ha, nên là nó pin đời đời sau, pin đời mới, à, rất là mỏng. Đây độ dày nó 16, bình ngang 70 ha, chiều dài này là 119. Rồi cái này công suất nó nè. Ở đây nó có hai cổng để mình sạc vô ha. Cổng micro USB nè ha, hoặc là cổng USB lớn. Cổng micro thì mọi người xài cái điện thoại này. Điện thoại bình thường xưa giờ nè, xài cái cổng này nè ha, cổng Samsung hồi xưa là vô được ha. Đó. Và mình sạc cho cái cục này. Cổng đây khỏi cần xài à, cổng đây nó dạng như nó xưa quá rồi, ít người dùng. Xài cổng này là sạc được ha. Rồi điện ra là nó nè, điện ra là 5V 1000 mAh. Cục này nó là 8000 mAh ha, 8000. Nó ngủ rồi mọi người bấm vô giữ một hồi nó sẽ lên thông báo ha. Đó, còn nó lên rồi bấm một cái rồi rất là nhỏ gọn. Rồi cục sạc dự phòng này mã số 3 ha, 200.000. Rồi tiếp theo là bán mấy cái chén trưng bày ha, chén của Nhật. Cái hàng này là nó mạ vàng mọi người, chén mạ vàng của Nhật. Đây mạ vàng 24K nữa ha.
nó 24k, nó mạ đó, nó mạ cái lớp vàng ha, cho nó đẹp ha. Này chưa rửa nha mọi người, mọi người rửa ra nó đẹp lắm. Này về chưa rửa ha, nên nó dơ. Chân tủ kiến, tủ hờ đồ kia mình để chân nước này kia đẹp lắm. 24k hết ha. Cái này em có là 1 2 3 4 5 6, đây 6 cái lớn nha, và hai cái nhỏ hơn ha. Hai cái này nó nhỏ hơn nè, 6 cái lớn nè, hai cái nhỏ nè ha. Rồi em bán hết nha mọi người, 650 nha, 8 cái mã số 4 ha. Đây, đây cái kích thước cái này là nó khoảng 7.5 cm nha. Chiều cao nó khoảng 2 cm rưỡi. Rồi nay về mấy cọng dây điện cắt máy của Nhật nữa nè. Cọng này cắt nguyên trong máy ra của Nhật nha. Trong máy nó dây nó dài 5 m, nó cắt ra còn khoảng là 4 m rưỡi nha mọi người. Dây này 4 m rưỡi ha. Tải nó là tải 10 12A nha, điện 125V. Dây nguyên zin của Hataya. Hataya là dòng sản xuất dây điện chất lượng chung là rất là cao của Nhật. Ở đây mình nó có 3 chân, nhưng mà mình thường xài 2 chân ha, mình chân này tự nó hụt vô nè. Cắm vô nó sẽ hụt vô ha. Còn muốn xài mình phải lắc nó qua một cái. Đây, cho nó ra rồi lắc nó qua một cái là nó cứng ha. Đó. Dặn nó cho lạnh rồi nó hụt vô. Chùi bao dẻo luôn nè, cái chùi nguyên zin nó dẻo rồi, mọi người. Dây điện mềm nhũn luôn nè, không có gãy được. Dây đúng nội địa Nhật nha. Đây 3 dây nha. Dây 0.75mm vuông ha nè, 0.75, tải 12A, điện 125V. Chui rất là dễ cầm, không có sợ bị giật. Nó bự lắm. Rồi dây dài 4 m rưỡi ha. Mã số 5, 150.000 cộng nè. 150.000. Dây này khá là đẹp luôn. À, đây là cái túi da ha. Đâu gặp cái túi da của Lacoste nè. Không biết đựng gì mọi người. Giống như đựng cái Zippo, nhưng mà hình như là nó hơi to hơn xíu ha. Thấy vậy ha, chứ hồi em cũng không có xài Zippo. Không biết kích thước nó nhiều. Đây, túi da nó làm rất là đẹp nha mọi người. Cái hộp, làm hình cái hộp luôn, siêu mini nhỏ nhỏ, nhỏ xíu à. Hộp có cái nắp này, nè. Nắp bật xuống luôn nè. Đây, bên trong da nè, da hộp dây cui đẹp, làm rất là cầu kỳ. Lacoste ha, nguyên con cá sấu luôn đó. Cá sấu nổi lên logo đẹp. Phía sau dính gì đen xíu ha, đây không biết gì nhưng mà không có rách, da còn nguyên mọi người, không có bị rách. Đây là kích thước nó nha, 10 cm nhân cho 6 nhân cho 1.5. Rồi 150 nè, mã 6 ha. À, đây là cái đĩa mài của Asahi Japan ha. Cái lưỡi đá mài nha mọi người, cái lưỡi này chuyên dụng để gắn vô cái máy mài cầm tay á, để mình mài bê tông nha mọi người. Ai làm bên ngành đá, ngành gạch đó, xây dựng hòn nông bộ này kia, lấy cục đá mài này mài bê tông nha, nó mài được tới bê tông. Đây, cái lưỡi nó là cái hộp kim đây nè, chuyên mài bê tông đó, nó lòi ra như vậy mọi người. Gắn như cái mài nó sẽ như vậy nè ha. Đó, gà gà với mài.
nó là mài bê tông cốt thép, mài gập. Mới chầm chầm luôn. Đây, kích thước nó là 10 cm nha, đúng chuẩn vô máy mài cầm tay. Máy mài cầm tay thông dụng của mình. Đây cốt là 15 ha, đúng chuẩn luôn. Rồi độ dày. Rồi độ dày 16 nha mọi người. Đây, độ dày của nó 16 mm. Cái lưỡi hợp kim này dày 5 ly. Đó, nguyên hộp mới tinh chầm chầm luôn ha. Cái hộp nó làm bằng giấy đẹp quá. Ra nút gài luôn. Đây nè. Có hồng số nè. Rồi, mã số 7 nha, 300 ngàn bộ lưỡi này. Rồi tiếp thêm về được cái con máy massage luôn rồi. Massage mát nha. Đây. Hãng Panasonic nội địa Nhật nha, Made in Japan sản xuất. Rất là hiếm gặp. Và con này mới gần như 98% luôn. Chưa xài, còn hộp. Đây, mọi người xem qua cái hộp ha. Đây mọi người nhìn cái hộp là biết nó công dụng nó ha. Nè. Massage mát ha. Đó mọi người nằm xuống đặt cái máy lên ha. Đó cái máy nó như vậy nè ha. Rồi em lấy ra. Bộ này giá luôn là 2 triệu mốt luôn rồi. Mã số 8 á. Nè. Khui hộp này coi nè. Rồi, hộp thì có cục sạc nè ha. Cục sạc này xài điện 100V đến 240. Là mình xài điện 22 mình bình thường ha. Đây, máy nó sẽ có cái miếng này. Rồi, này hộp. Đây, máy nè. Rồi, cái máy là cái này. Và cái miếng này là cái miếng để giữ nước, để massage hơi nước nha mọi người. Khi mà mình muốn massage hơi nước mình dùng cái này. Đây thông số của cái máy Panasonic ha. Mã số nè. Xài pin DC 2.4V. Rồi máy đi cho bàn sản xuất. Đây có cao su để lên mắt cho nó im. Rồi mọi người nhúng nước thì mọi người nhúng vô cái này nè ha. Rồi mình vũ đứng vậy nè ha. Vũ sao cho nó nước nó không còn động ở ngoài mà nó lọt trong mấy cái lỗ này ha. Nó có cái hướng dẫn trong cái cuốn sách này mọi người. Còn đây ha. Rồi em chỉ nói sơ vậy thôi. Nó vũ rồi nó còn cái mấy giọt nước mà nó động ở giữa cái lỗ. Rồi cái gắn vô đây ha. Rồi xong. Là mình massage hơi nước ha. Nó sẽ tỏ nhiệt ra và nó xông hơi nước xuống mắt mình. Đó là vậy. Ở đây có hai nút chức năng ha. Ở cái lỗ này là lỗ sạc luôn rồi. Ở cái lỗ sạc bên đây số đít đó. Lỗ sạc thì dùng cục sạc này nè, cắm lỗ cắm vô sạc. À,
Đây là cái bản dịch ra cái tiếng trên đây nha mọi người. Đây, nguồn là bật bên đây ha. Bật đây nó sẽ lên, nó có đèn hiển thị màu xanh đây nha mọi người. Nè, đèn màu xanh này. Đó. Bấm cái nữa là chuyển chế độ. Đây, đây là chế độ nóng nè ha, nó như bên đây nè. Nó sẽ rung nha mọi người. Đây là cấp độ rung nè, 1, 2. Mình chỉnh cấp độ rung lớn, đó nó rung. Không để cho mọi người nghe nó rung, rung nhiều. Rồi, hoặc là tắt rung luôn, tắt rung chỉ xông hơi nóng thôi nè ha, nó vẫn cháy đèn ở đây nè. Đó. Này em mới vừa dịch nó ra là nó ra như vậy nè mọi người, rồi xem bản dịch thôi đó. Bên đây là cái nút điều chỉnh nhiệt độ ha, nhiệt độ là hấp cao nè, tương ứng nè, đây hấp nè, đèn này cao nè ha, nó tắt nè, hấp nè, nhiệt độ hấp nè. Cái này qua nhiệt độ cao nè ha. Còn bên đây là cái gì, rung ha, nhịp điệu là rung, nó rung massage là chọn 1, 2, nhiều hoặc ít hoặc tắt đó, nó vậy thôi. Rất là nhanh, nó hơi nóng nó tỏ ra nè, nghe nó nóng. Rồi cái sạc này thì mọi người cắm vô thì nó hiện đèn lên là sạc thôi, rất là đơn giản. Đây, cục sạc zin hãng của Panasonic luôn, nguyên bộ của nó. Đây mọi người cắm sạc vô rồi ha. Cắm sạc điện 22 bình thường ha. Rồi. Đây, dưới đít nó có cái lỗ nè. Cắm vô ha. Mình xài hết pin này cắm vô đó, cắm vô nó hiện đèn đỏ lên là đang sạc. Rồi một lát nữa sạc xong nó sẽ tắt đèn là xong ha. Sạc tầm nó ghi trong sách là tầm 1 tiếng nha mọi người ha. Nhưng mà mình cắm vô thì xíu nữa mình thấy nó tắt thì được. Cái này nó không có hướng dẫn, nhìn hình cũng không biết ha. Rồi. Bộ này là 2,1 triệu mọi người. Mã số 8 ha. Rồi lại về ba cái con dây nịt nha. Đây ba con dây nịt. Hàng chất lượng xịn nha. Có con Mỹ nè, chuẩn Mỹ luôn. Hai con Mỹ, một con này của Nhật. Một con Japan, made in Japan sản xuất. Rồi đầu tiên giới thiệu con này ha. Con này cũng thị trường Mỹ. Đây, loại vải bố nè. Loại vải bố nó in hình rất là đẹp luôn nè. Nó in hình nè. Con này vải bố. Đây, in hình xuyên suốt luôn. Cái này nó nhộm hình lên cái vải mọi người. Rất là bền. Không phải in bình thường ha. Rất đẹp. Đây.
mặt nó xi. Hãng này handmade nha mọi người, tự làm nha, made này, nó ghi là handmade tự làm á. UC Black Kelly là ở Mỹ. Rất là chất lượng. Đây da nè. Cái mặt này nó ống ống màu tím, màu xanh, không biết nó bằng cái gì. Nhưng bằng kim loại, không biết chính xác là nó bằng gì, kim loại mọi người. Giống như là titan. Em cũng đoán vậy thôi chứ không có rõ bên trong nó là gì. Kim loại nha, rất là chắc. Rồi cái này là size, đây, size bấm sẵn nha. Size này thì đây, nó có sẵn là định đo size luôn. Rồi, em mang giữa y mọi người. Giữa y cái lỗ giữa. Khoảng 80 84 84 không, nhưng mà giờ em đo bằng cm luôn nha mọi người. Cho nó chính xác luôn nha. Đây. À. Đó, em lỗ giữa. Khoảng 84 đi. Rồi. Ở đây là từ cái lỗ nó là từ 81 ha. 81 đến 89 nha. Đây, 81 đến 91 ha. 81 đến 91. 81 91 em đo từ trên đây nè ha. Rồi, đo đầy đủ luôn nha, 81 đến 91. Rồi con này mã số 9 nha mọi người, 400 ngàn. Rồi tiếp theo con này nguyên tác luôn. Nguyên cái tác là nó chưa, nó còn mới không mọi người. Nè, nè tác nữa. Con này hàng hiệu sản xuất tại Made in Japan nha. Tác trùng với tem luôn trên sản phẩm đó. Hiệu River gì đó, máy tiền Nhật Bản. Con này là nó màu nó sọc nha mọi người nè, nó sọc xanh, sọc xanh, sọc xám, sọc đen, sọc sọc hồng ha. Thiết kế rất là lạ mắt nha. Đây. Chạy suốt nguyên chiều dài luôn. Và cuối nó có một miếng da nó bọc lại ha. Cái con này nó xài, mình xài nó sẽ như thế này nha mọi người. Con này tự do, bụng bự cũng được ha. Nè, nhưng mà bụng tối đa đi coi. Tối đa sẽ dây là như đây ha. Để tí em đo. Rồi mọi người xài như vậy ha. Đây. Cái kiểu này thường ít thấy trên thị trường. Hát vô bụng rồi ha. Mình luồn trở lại. Nó giống như đeo cái dây bảo hiểm, nón bảo hiểm gì đó. Đó. Rồi. Vậy ha. Xài nó vậy ha. Ok rồi. Còn quên đo cái bảng gì nữa cho mọi người biết luôn ha. Nè, cái bảng này là 4.0 ha. 4 cm đó. Ôi cái cộng nãy đi đâu là cái này. À, cộng này là 38 ha. 3.8 cm ha. Này 4 chấm ha. Rồi. Cái này bằng thép mà mọi người, rất là bền. Thép trắng. Thép không rỉ. Thép cái màu này là gọi là thép không rỉ nè, của Nhật. Rất là bền, chắc chắn luôn.
cái này cứng lắm, nó dày cui. Rồi để đo chiều dài cái con dây này luôn. Rồi chiều dài nó 118 cm ha. 118 cm. Thoải mái nha mọi người. Cái bụng bụng mọi người 100 cũng mang được nha. Đó. Nè, 118 ha, bụng 100 nó tới đây nè. Ok. Rồi con này mã số 10 ha, 300.000. Con này độc nha mọi người, con này độc. Con này hàng chuẩn của Utah Mỹ nha. Đây. Chuẩn hiệu Mỹ ha. Dây nó là Made in Utah ha. Dây có để size luôn nè. Size 115 cm, 48 inch. Hiệu dây nè. Dây đang xài nha mọi người. Dây này có xài nhiều nhưng mà vẫn còn ok. Đây rồi cái đầu nè. Cái đầu này đúng hiệu nè mọi người. Cái đầu này là mạ đồng nha mọi người. Đầu nó si đồng á, mạ đồng á. Si. Hàng Italy nha. Đầu này là hàng từ Italy đây. Thương hiệu là Euro Metal, Made in Italy. Mã đồ nè. Cái này nó không có hít nha mọi người. Nó này không biết bằng gì mà nó mạ lên đồng nha. Không có hít. Rồi, chất da là khỏi chơi luôn, chất da này nó xịn lắm. Chất da cầm vô sướng. Đây. Đầu là hàng Italy ha, Made in Italy nha. Cái đầu Italy. Dây Made in Utah, dây Mỹ. Hàng này thị trường Mỹ nó đang xài. Mọi người xem cái đây là cái size rất là to nha mọi người. Mọi người xài thì về phải bấm cái lỗ lại ha. Đây, size nó đang xài nè. Rất là to luôn nha. Để đo thử nha. Trời ơi. Đây nó đang xài là size 120 nha mọi người. Hả? Nó tới cái lỗ nó đang xài đó, khoảng 120, 123 gì á. Rồi hết cọng dây này là 139 ha. Đang 140 luôn rồi. Rồi 140 cm nha mọi người. Full cọng dây nè. Rồi cái lỗ nó sẽ từ 112 đến 130. À, cái dãy lỗ này là từ 112 đến 130 cm ha. Rồi, mọi người chú ý ha. Lỗ rất đơn giản, mọi người về bấm lại ha. Thài thì mỗi người mỗi cái bụng khác nhau ha, mỗi cái lưng khác nhau thì bấm lại cái lỗ mình xài. Hoặc là có một cái cách nữa là mọi người cắt dây đi ha. Mà chắc chắn dây này nếu mọi người nào nhỏ thì phải cắt rồi, chứ nó dài quá. Trời ơi, nó gần gấp đôi cái dây bình thường mình nè. Phải cắt rồi. Phải cắt rồi dặm lại mai rồi cái này. Đó. Hiện tại là nó dây nó 140 nha mọi người. Rồi, thông số đầy đủ nha mọi người. Rồi con này mã số 11 nha, 450 nè.
Rồi tiếp theo bốn cái tách đây, cái tách này để đựng chung, cái tách nó thiết kế kiểu rất là đẹp ha. Nè. Đó, như cái mỏ dịch được. Chung đựng gì đựng. Hàng của Nhật, made in Japan sản xuất. Tinh lực thép, thép không gỉ. Rồi bốn cái y chang nhau ha. Bằng y nhau. Một bộ luôn á. Đây kích thước nó nè, chiều dài nó khoảng 16 cm, chiều ngang là 9.5, 9.5 á, cao 7.5. Nó quay làm rất là đẹp, dày cui. Các bạn inox nha mọi người, bằng full inox luôn nè, chứ không phải thép không gỉ nữa, full inox. Quá chất luôn, thầy xài muôn đời. Rồi mã 12 ha, 600.000, bán bộ nha mọi người, không có bán lẻ. Bộ 600. 4 cái. Rồi cuối cùng là cái đồng hồ nha mọi người, cái đồng hồ này ha. Đồng hồ Seiko ha, Seiko Japan sản xuất. Seiko Japan xài pin. Mặt kiến vỏ gỗ steel, vỏ gỗ thiệt á, vỏ Japan sản xuất luôn, vỏ nó cũng dập Japan, máy Japan luôn ha, máy Japan có on off ha, có thể tắt máy Japan, mà đồng hồ không biết nó tắt máy làm gì trời, chưa hiểu công dụng nó, tắt thì mình gỡ pin ra luôn ha, tắt, mà sao đồng hồ hay tắt ha. Rồi à, cái này nó bị lỗi tí là nó bị mẻ tí cái vỏ này không mọi người, nè vỏ mẻ tí nè, mẻ cạnh này ha, nhưng mà không ảnh hưởng đâu, treo lên nó ai thấy đâu. Vỏ này rất đẹp, cái vỏ này vỏ gỗ thiệt nè, như gỗ hông Nhật á, màu nó sáng đẹp. Cần chống pin nó im luôn. Cục pin à, chạy chính xác giờ nha, em cũng đang để xài hổm giờ. Rồi kích thước nó là 30 ha, nó gần 30 à, 30 mặt vuông khoảng 30. Rồi cái này mẹ bán rẻ nha mọi người, 450 ha, mã số 13 ha, mẹ này sẽ biết sao, hoặc là treo không ai biết, không ai thấy mọi người, rất là đẹp luôn, mặt trước rất đẹp nè, sao nó mẹ tí uổng. Rồi này bà 450 ha, mã số 13. Rồi em kết thúc video nha, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại trong video kế tiếp ha.